RFI Việt ngữ kính chào Linh Mục Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Caritas Giáo Phận Vinh. Thưa cha, cái tình hình lũ lụt tại địa phương như thế nào và nói chung ở các tỉnh miền Trung trong những ngày qua ra sao thưa cha? Xin thưa anh và xin thưa quý thính giả. Năm nay thì đầu năm thì hạn hán nhiều, gần cuối năm thì mưa rất là nhiều, bão thì vẫn còn ít nhưng mà mưa nhiều. Riêng ở giáo phận Vinh chúng tôi thì bị ba tai ương liên tục. Vào ngày 24 tháng 9 thì cơn bão số 3 ập vào tỉnh Nghệ An và như thế làm mất đi một phần lớn mùa màng của bà con cả trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Còn những ngày đầu tháng 10 thì mưa dồn dập, người ta đo được là hơn 1.000 ly, có nơi nói là 1.400 ly. Chính vì vậy thì nước xối xả tuôn xuống như thế thì đã dâng lên và làm lụt một phần của tỉnh Hà Tĩnh, tức là huyện Hương Khê, và hầu như cả tỉnh Quảng Bình là lụt. Hôm đó thì người ta gọi Quảng Bình là một trận lụt lịch sử. Thế thì người ta đang khắc phục hậu quả của trận lụt trước thì lại đến một trận lụt mới là trận lụt này. Trận lụt này thì ở Hà Tĩnh cũng lại được gọi là trận lụt lịch sử. Và nếu như ở Quảng Bình hôm trước những người lớn tuổi nhất nói là chưa thấy lụt như thế bao giờ, thì ở Hà Tĩnh lần này thì người ta cũng nói là cả trăm năm mới có một trận lụt như thế. Và điều rất là lạ lùng, chưa từng có, là trong vòng chưa đầy nửa tháng lại có hai trận lụt ghê gớm đến như thế. Và trận lụt này thì nó không dừng lại ở Hà Tĩnh nữa, mà hôm nay Nghệ An cũng đã có nhiều vùng ngập lụt rất nặng. Không biết nó có qua đi hay không. Hôm qua thì nước đã có rút, thì từ đêm và sáng nay mưa như trút và nước lại bắt đầu dâng trở lại. Chúng tôi đang rất là lo lắng, lại có tin bão ở ngoài biển nữa, cho nên thì bà con cũng rất là hoang mang. Theo thông tin Linh Mục có được thì những cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn có cái đóng một cái vai trò nào vào cái nạn lụt này không thưa Linh Mục? Đập thủy điện ở thượng nguồn thì ở vùng chúng tôi thì cũng không có nhiều lắm. Và cái trận lụt lần này thì chúng tôi cũng chưa xác định được là nó đóng vai trò như thế nào. Nhưng mà người dân thì vẫn nghe đến đập là vẫn lo. Lần trước thì lo vỡ đập, còn lần này thì cứ nước ngớt một chút thì chính quyền lại thông báo là chuẩn bị tinh thần để xả bớt lũ. Và như thế thì chưa biết rõ là nguyên nhân như thế nào, nhưng mà những con đập đó vẫn làm cho người ta lo lắng. Theo báo chí trên mạng trong nước thì cơn lũ lần thứ nhì này nước dâng cao hơn cái cơn lũ kỳ trước đến một thước. Thưa Linh Mục thì cụ thể cái tình trạng giáo dân nói riêng và tình trạng đồng bào của mình ở miền Trung ra sao ạ? Thưa anh thì tôi thì không có điều kiện để theo dõi được hết các tỉnh miền Trung. Còn giáo dân ở trong địa phận Vinh thì chúng tôi theo dõi, nhất là ở vùng Hương Khê. Có nơi là như ở Thổ Hoàng thì người ta xác định với tôi là cao hơn đỉnh lụt năm 2007 khoảng 1,7 m. Và cho đến chiều hôm qua thì ở vùng Hương Khê tôi theo dõi thì các linh mục và bà con giáo dân ở trên đó bảo cho biết thì mặc dù nước đã xuống 2 m rồi thì nhiều nhà dân vẫn phải đang ở trên mái nhà, chưa thể xuống được. Đó là một điều hết sức kinh khủng. Caritas đã có những cái hoạt động như thế nào để mà cứu lụt, giúp đỡ đồng bào? Thưa anh và thưa quý thính giả, thì nhiều nhà thờ cũng bị lụt và có những nhà thờ là lụt hơn cái bàn thờ dâng lễ 1 m, có những nhà thờ là chỉ cái bàn thờ để cất giữ minh thánh chúa đằng sau thì cũng bị ngập luôn. Nhưng mà dù sao thì ở nhà thờ vẫn là nơi cao hơn và nhà sứ thường có tầng lầu, cho nên thì các linh mục quản sứ thường là tập trung bà con về ở chỗ nhà sứ, chỗ tầng lầu đó để rồi chăm sóc, để nuôi giúp bà con trong những ngày đó, từ ăn uống được nuôi tất cả các cái sinh hoạt, có khi là cả đến 400-500 người ở trong một cái nhà sứ. Vì hoạt động của chúng tôi thì không rộng lớn là vì thiếu nhân sự và thiếu phương tiện, và chúng tôi đã làm được, có nghĩa là chúng tôi thông tin cho nhau trước khi lụt xảy ra. Khi đoán được là có lụt xảy ra thì chúng tôi đã điền cho các linh mục quản sứ ở những vùng
mà có thể lụt chạy tới. Chúng tôi cũng đặt những vị đại diện cho các vùng, đặc trách ở các vùng để đôn đốc anh em linh mục và bà con giáo dân chủ động nắm bắt thông tin và giải quyết tình trạng tại chỗ, nghĩa là cứu giúp dân lên vùng cao, rồi thì trợ giúp khi gặp đói. Có những linh mục là đã chèo thuyền lặn lội mưa gió đi mua thức ăn nước uống đến trao tận tay cho những người dân cùng với ban hành giáo và những người giúp việc của ngài. Thì có những vị linh mục thì như đã nói đã tập trung bà con về nhà thờ để cho ăn uống. Thật ra thì chúng tôi phương tiện rất là thiếu thốn. Ví dụ ngày hôm qua tôi mới lên Hương Khê, tôi cũng không lên được. Và vì thế tôi phải bố trí cho các linh mục ở địa phương chủ động để trích ngân sách trong phạm vi của chúng tôi để rồi giúp đỡ bà con. Sau lụt chúng tôi sẽ tính toán. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là hạn chế trong hoạt động của mình. Một mặt vì phương tiện tài chính là thiếu thốn, một mặt vì nhân sự cũng thiếu thốn, và mặt khác là vì phương tiện. Tôi ước mong là các giáo xứ ở vùng lụt có mỗi xứ một chiếc cano hoặc là một chiếc thuyền máy chắc chắn, lớn, có tốc độ và có khả năng để khi cần thiết có thể giúp bà con di tản, không những người mà có thể cứu giúp được của cải của bà con nữa. Theo tình hình này thì chắc là tương lai các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục bị lũ lụt nhiều lần trong năm, phải không thưa Linh Mục? Tôi nghĩ như thế là vì càng ngày thì thấy cái tình trạng lụt lội càng nhiều, và như năm nay thì quả thật là như thế, và chúng tôi rất lo. Và có những vùng thường xuyên bị lụt, chúng tôi nghĩ rằng là nếu nhà nước, những người có chức trách, có thẩm quyền mà có thể di dời bà con lên những cái chỗ cao hơn, an toàn hơn thì tốt đẹp biết mấy, nhưng mà đó cũng đều hết sức khó khăn. Nhưng mà chúng tôi đang muốn là thí điểm ở một nơi, chẳng hạn giáo xứ Thọ Hoàng, nếu như có điều kiện khoảng 15 tỷ đồng, chúng tôi có thể giúp để nâng cái ngôi nhà của bà con lên, nghĩa là đổ cột bê tông, làm cái sàn bê tông để đặt cái nhà của bà con lên trên cao như thế để nước lụt chảy ở bên dưới. Tôi nghĩ rằng cái cách đó có thể giúp bà con sống chung với lụt được, và cũng có thể bám trụ lại trên vùng đất đó khi mà họ không thể di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm như thế. Thưa Linh Mục, câu hỏi cuối cùng, Linh Mục vừa nói là cái phương tiện của Caritas ở Vinh rất là hạn hẹp, mà trong cái công việc cứu trợ này là chắc quý Linh Mục cũng giúp đỡ hết tất cả bà con trong địa phương chứ không phân biệt là lương giáo, phải không thưa Linh Mục? Dạ thưa, thì như tôi là thưa là vì phạm vi chúng tôi hạn hẹp và nhân sự thiếu thốn, cho nên chúng tôi không thể có các cái công tác viên có khả năng để làm việc ở tất cả các vùng. Nhưng mà chúng tôi đang làm việc ở các giáo xứ là những nơi có những người của chúng tôi, họ làm việc không công, họ làm việc một hết mình, không cần lương, không cần bất kỳ một cái gì cả, họ vẫn giúp chúng tôi. Trong những môi trường đó chúng tôi mới làm việc được. Nhưng mà trong những môi trường đó thì chúng tôi tất nhiên làm việc là không phân biệt ai, lương giáo hay là đồng bào các tôn giáo khác. Vì như bác ái thì bác là rồng mà ái là yêu, nôm na như thế, cho nên thì không có phân biệt, mà kêu phạm vi chúng tôi không có thể hoạt động lớn lao được. RFI Việt ngữ xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Caritas, Giáo phận Vinh.